Xin chào quý vị các bạn, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn quý vị các bạn cách xóa tài khoản iMaster trên điện thoại quý nhé. Đây, bằng số điện thoại này, bạn đăng nhập vào số điện thoại và đánh mật khẩu của số điện thoại các bạn muốn xóa. Các bạn đăng nhập vào đây, tích vào đây, ok, bấm đăng nhập và các bạn bấm vào một cái biểu tượng cam ở dưới cùng bên tay phải, và các bạn bấm vào cái này. Thì nó sẽ gửi một cái mã xác nhận về cho quý vị các bạn. Chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được những video bổ ích quý nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn.